Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị và mọi người đã trở lại với channel của Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Torrance ha. Căn nhà này mình rất là thích, có thể là căn nhà mơ ước của mình. Căn nhà được rao bán là 1,3 triệu, 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm. 5 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, rộng 2,600, so fit lot size là 5,100. Nằm trong một khu vực rất là tốt của thành phố Torrance ha. Đây là một cái khu vực mà coi như là cái neighborhood này là một những cái neighborhood mà coi như là tốt nhất của Torrance. Cái khu này chỉ có khoảng 40 đến 45 căn nhà thôi, nhưng mà lâu lâu mới có nhà để bán đó, giống như là ga là chụp liền gì đó. Rồi mình sẽ đi xung quanh một vài khung cảnh bên trong và bên ngoài, đưa đến nhận xét của mình đến cho mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Thì nói chung ra tuy là cái nhà này là nhà mình thích, nhưng mà mình sẽ đưa đến cái nhận xét chân thực nhất ha, để coi mọi người nghĩ như thế nào. Thì nói chung ra cái nhà này mình cũng có thể là bid lên khá là nhiều. Nó rao, họ rao là 1,3 1,3 triệu. Mình nghĩ cũng phải trả lên cỡ 1,4 triệu. 1,4 triệu hơn. Thì mình đã submit offer rồi, để coi cái họ counter lại như thế nào ha. Không biết là cái market này nó crazy đến cỡ nào. Rồi. Good luck to chú Phương nha. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Ok mọi người, thì đây là cái khu vực trước nhà của căn nhà này ha. Thì mọi người thấy là bên ngoài á, cái nhà này còn rất là good. Cái khu này á, họ chỉ mới xây hình như là 2,000 mấy thôi. Thì bên ngoài đó tuy là họ không có sơn phết lại, nhưng mà mình thấy vẫn còn rất là good. Khu neighborhood á, là phải nói là rất là yên tĩnh, an ninh và sạch sẽ luôn. Đó, mọi người thấy là rộng rãi, nhà nào nhà nó rất là bự. Nhà này đa số là homeowner, những cái người mà làm việc lương cao ha. Đây là cái khu mà nó gọi là white collar đó. Đó, collar thì đó là những cái người mà làm lương cao, kỹ sư, bác sĩ và những người chủ business người ta hay ở đây. Đó, mấy cái nhà, những cái nhà đối diện của mình là một cái người chủ hãng xưởng ha, kế bên là cũng là những cái người mà bác sĩ y tá người ta làm ở bệnh viện ở Torrance đó. Và đây là cái trước nhà mọi người. Thì cái nhà này á, là cái khu này á, mình thấy cái com của nó cũng tầm cỡ 1,4 triệu cho đến 1,5 triệu ha. Thì này là họ ra 1,2 triệu đó, mình 1,2 triệu, nhưng mình trả lên 1,3 triệu thì không biết là được hay không ha. Đó, đây là bên trong mọi người thấy là họ đã remodel hoàn toàn đó. Đây là cái phòng khách và cái kitchen kế bên kia. Mình rất thích cái layout như thế này, và đồ họ làm là đều là đồ tốt cả. Gạch ở đây này họ lót gạch ha, rồi bên kia là cái phần còn lại là hardwood floor đó. Và được cái là cái cầu thang nó cũng không có nằm ngay ra cái cửa ra vào nữa, rất là ok. Cái layout là mình rất là chuẩn, mình rất là thích. Là cái nhà bếp là mọi người thấy là nó nằm ra bên kế bên sliding door ha. Đó, và nó cũng có rất là nhiều, nó cũng rất là thoáng. Cái bếp thì nó nằm trong này đó, nhưng mà cái này thì nó hút lên thì mình cũng ok đấy. Tuy là mình thì mình prefer cái bếp nó nằm gần cửa, nhưng mà that's ok. Sau này về có tiền remodel lại cũng được, cái này về ở lâu dài mà ha. Đây là cái dining room đó. Thì bên này là một cái phòng living room, cái khu vực living room khác, nó rất là spacious đó. Thì thành ra đó nó cũng tạo cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái, là tại vì cái trần nó cũng cao và rất là nhiều cửa sổ ở bên đó. Mình thì mình giống như những cái video mà mình nói đó, mình không có thích cái tường mà nó ngăn cái nhà bếp với cái living room đó, thì thành ra đây là một cái concern cho mình. Nhưng mà cái này vô thì mình cũng muốn đổi thì cũng khó, là tại vì ở đây họ cũng có dính với một cái bathroom ở đây ha. Nhưng mình thấy cái layout nó cũng khá là ổn, là tại vì nó dính luôn cái bathroom như vậy thì nó không có lấy cái nhiều cái đất, cái space của những cái khu vực khác của trong nhà đó. Ở dưới thì cũng có half bath, đây là cái garage ha. Garage thì nó nằm kế bên cái living room hồi nãy mình đi vô đó, đó cái living room thứ hai đó. Ok, bây giờ mình đi ra lên trên lầu của mình coi phòng ngủ phòng tắm như thế nào ha. Ok, bây giờ mình đi lên lầu nha mọi người. Thì trên lầu đó là 4 phòng ngủ, actually 5 phòng ngủ nằm ở trên hết, và 2 phòng full bath nó nằm ở trên đó. Thì
Cái này rất là rộng, là tại vì cái không gian ấy, mình thấy đa số những cái nhà mà trước giờ mình đi coi đó là cái trên lầu cái tầng 2 nó khá là nhỏ, nhưng mà cái này là nó chiếm luôn cũng 1/3 cái diện tích mà ở dưới, nó gần bằng 1/3/4 cái diện tích ở dưới đó. Thì đây là cái master cũng rất là rộng. Mình thích nhất là cái bathroom nè, bathroom họ design nè, và cái cách mà họ build và cái diện tích của cái bathroom nó cũng rất là rộng rãi nữa, rất là thoáng ha. Không phải là nó chỉ là một cái square nhỏ thì thành ra nó hơi là bức bối đó, nhưng mà cái này là mình thích như vậy đó. Này là đúng chất của cái master bedroom luôn đó. Bây giờ mình đi ra thì hai bên đây là những cái phòng ngủ nhỏ nhỏ dành cho con cái hay là để đồ cũng được đó. Những cái phòng ngủ này nó nhỏ thôi, nó standard size đó. Cái này thì có một cái mình rất là thích là đó, những cái floor, cái material mà họ làm nó là đều là material tốt cả đó. Bên này là cái phòng bathroom còn lại nè đó. Bên này đó là standing shower thôi, nó không có cái bathtub giống như bên kia. Nhưng mà thật sự ra giờ thì mình cũng không có thích xài cái bathtub cho lắm, tại vì thứ nhất thì nó cũng hao nước, thứ hai thì nó cũng không có giúp ích gì đó. Mình không có phải là mình đổ đầy nước như hồi xưa mà tắm này nọ không đó. Bên này là cũng là một cái phòng ngủ khác ở bên này, giống như mình nói đó, là cái khu vực này là cái khu vực mà coi như là tập trung những cái người giống như là home owner, những người người ta đi làm có tiền, người ta vô khu vực người ta ở. Và nó cũng cái vị trí của nó là ngay cái prime location của Torrance luôn. Nó vừa rất là gần về ăn uống nè, vui chơi nè đó, ngay cái mall, rất là gần cái mall và ngay công viên. Rồi nếu mà muốn ra freeway 405 cũng rất là gần. Những cái nhà mà ở phía nam của Torrance đó, thì tuy là nó có những cái nhà nó lên tới 2 triệu, 3 triệu, nhưng mà mình lại không thích, là tại vì nó rất là xa freeway, mà đâu phải mình cứ quanh quẩn mình ở đây hoài đâu. Thì thành ra đó là mỗi lần mà chạy lên freeway á thì nó lại rất là xa, nó lên nó, từ trong đó mà ra freeway cũng khoảng 20 phút, rồi thêm chạy từ freeway đi muốn đi đâu nó cũng rất là bất tiện đó. Thì thành ra mình prefer ở đây cũng được, ra biển cũng gần, chạy thẳng ra Redondo Beach hay Morsa Beach là rất là gần luôn đó. Thì mọi như mình thấy đó là đây là cái khu phía sau nè mọi người ha, đó phía sau. Nói chung ra cái nhà này đối với mình á thì nó cũng có những cái khuyết điểm. Ok, cái phía sau này là nó không có còn nhiều đất nữa. Đây thì nói chung cái nhà Torrance thì nó rất đất rất là nhỏ, nhưng mà chủ yếu là cái location thôi. Cái ưu điểm của cái nhà này đó là thứ nhất là khu tốt, tại vì mình mua là mình ở sau này cho con cái con của mình đi học này nọ thì cái trường nó tốt. Thứ hai là cái nhà mình cái layout rất là thích, là material là đều good hết đó. Thì thứ ba là cái khu vực neighbor là rất là nice, rất là ok luôn đó. Hai bên neighbor đều là những cái người mà sống rất là hòa đồng, và giống như là họ đi làm không à, gia đình, gọi họ gọi là family oriented, là họ cũng có gia đình này nọ, họ không có muốn ồn ào, họ còn không có nuôi chó này nọ đó. Thì mình rất là thích cái nhà này và nhưng mà không may là hồi nãy mình nhận được cái cuộc gọi của cái người listing agent, họ nói là có người trả lên tới 1.550.000, rồi có thể là họ sẽ lấy cái offer của người đó. Thì thôi, nó cách biệt của mình tới 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 trăm mấy 200.000 nên thôi chắc mình bỏ, không chịu chịu không nổi chịu không nổi. Rồi thì tuy là mình rất thích cái căn nhà này, nhưng mà nó có một cái khuyết điểm, đó là cái nhà này đó mọi người thấy đó là cái đất nó không có nhiều. Mình là mình thích đất rộng ha. Thì cái vị trí cái căn nhà thì nó bự rồi, thành ra nó chiếm khá là nhiều đất. Thứ hai nữa là cái kitchen nó nằm ngay giữa, thì thật sự ra mình prefer cái kitchen nó ra gần cửa sổ hơn, nhưng mà that's ok. Cái chuyện đó mình thích thì mình sau này mình làm gì cũng được, nhưng mà thôi coi như là đã xong rồi.
khá là buồn nha mọi người ha. Hy vọng mình sẽ kiếm được những căn nhà khác phù hợp hơn với túi tiền của mình đó. Mọi người thấy bây giờ cái market bây giờ mà 1 triệu 2, 1 triệu 3 là coi như là cũng nothing luôn, thiệt sự là trả lên 100 200 ngàn bình thường. Ok rồi, mình xin dừng cái video đây. Nếu như ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310 480 7779 nha. Bye bye.